Kính thưa quý vị, nhằm chuẩn bị chu đáo nhất cho trận đấu được dự đoán đầy khó khăn trước đại kình địch Thái Lan diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút tối nay 23 tháng 12, ngay sát giờ thi đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có buổi họp nhanh cùng toàn đội để đưa ra những chỉ đạo quan trọng về chiến thuật. Ông Park cũng yêu cầu từng cầu thủ phải đưa ra ý kiến đánh giá về điểm mạnh yếu của Thái Lan cũng như đề xuất các giải pháp để hướng tới kết quả tốt nhất. Điều này đã khiến các cầu thủ không thể lơ là. Tất cả buộc phải tự xem lại băng ghi hình các trận đấu của đối thủ để có được những phân tích, đánh giá ở góc nhìn của riêng mình. Có thể nói lúc này tinh thần của toàn đội là hết sức thoải mái. Bên cạnh đó, tin vui là không xuất hiện bất cứ một ca dính chấn thương nào nghiêm trọng ở trên tuyển. Theo nhận định của các cầu thủ, Thái Lan là đối thủ rất mạnh, xứng đáng là ứng cử viên sáng giá của ngôi vô địch AFF Cup năm 2020. Thái Lan chơi phối hợp nhỏ, ban bật, kiểm soát bóng cực tốt, tấn công đa dạng từ lên bóng ở biên đến các pha tác chiến trung lộ và sở hữu những quả sút xa rất uy lực. Hai cánh dâng tấn công rất cao và hiệu quả, nhưng hàng thủ đội Thái Lan cũng vẫn có sơ hở. Hai trung vệ chơi đầu rất tốt nhưng mà hơi chậm. Ba tiền vệ trung tâm chơi gần nhau và hai biên dâng cao nên để lộ nhiều khoảng trống ở nách. Tuy nhiên nhìn chung tuyển Thái Lan với linh hồn là đội trưởng Chanathip vẫn rất hay và mạnh. Theo đánh giá của tuyển Việt Nam, anh chàng hộ công sau hai tiền đạo là ngôi sao sáng giá nhất đội Thái Lan. Chơi tự do, Chanathip rất nguy hiểm vì khả năng sáng tạo dồi dào. Tuyển Việt Nam phải có phương án phong tỏa được cầu thủ có chiều cao khiêm tốn nhưng đặc biệt khéo léo này. Trong quá khứ, huấn luyện viên người Hàn Quốc cũng có cơ hội thử nghiệm đối đầu với Messi Thái. Kết quả là ông đã vô hiệu hóa khá tốt tiền vệ này. Trong cả hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022, dấu ấn của Chanathip gần như là không đáng kể. Ở những trận đấu ấy, huấn luyện viên Park sử dụng hai tiền vệ trung tâm là Hùng Dũng và Tuấn Anh. Khá bất ngờ khi Tuấn Anh được sử dụng là người để bắt chết ngôi sao số 1 của bóng đá Thái Lan. Hùng Dũng đóng vai trò tiền vệ con thoi. Về cơ bản thì Tuấn Anh là tiền vệ điều tiết ở giữa sân, nhưng dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, cầu thủ này tham gia khá nhiều vào khả năng phòng ngự. Nếu chứng kiến giai đoạn vừa qua, không thể nói rằng tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai tranh chấp yếu. Anh khá năng nổ và luôn sẵn sàng lao vào tranh chấp với đối thủ. Nhưng điều quan trọng là Tuấn Anh cũng là tiền vệ sáng tạo nên anh cũng đọc được ý đồ khá tốt của đối thủ. Trong hai trận gặp Thái Lan, ngôi sao sinh năm 1995 thường xuyên có những pha lao vào áp sát cần thiết khiến cho Chanathip không thể chơi bóng đúng như ý muốn. Điều đó hạn chế rất nhiều sự nguy hiểm của đội tuyển Thái Lan. Ở thời điểm này, không chỉ có Tuấn Anh, huấn luyện viên Park Hang-seo còn có Hoàng Đức chơi năng nổ như vậy. Thậm chí trong vòng một năm trở lại đây, tiền vệ của câu lạc bộ Viettel còn nghiễm nhiên chiếm vị trí chính thức ở đội tuyển Việt Nam. Ở giải đấu AFF Cup năm 2020, Hoàng Đức cũng là một trong những điểm sáng của đội tuyển Việt Nam. Có khả năng cao, huấn luyện viên người Hàn Quốc sẽ sử dụng cặp tiền vệ trung tâm là Tuấn Anh, Hoàng Đức ở trận đấu sắp tới. Họ sẽ thay nhau chăm sóc Chanathip và cố gắng hạn chế tối đa khả năng chơi bóng và sáng tạo của cầu thủ này. Nếu khiến Messi Thái phải tắt điện, đội tuyển Việt Nam sẽ bước dài trong việc ngăn chặn Thái Lan và tìm kiếm được chiến thắng. Thầy Park lưu ý các học trò một số điểm chính trong điều lệ giải nhằm giúp các cầu thủ có sự chủ động khi nhập cuộc và điều tiết trận đấu. Theo quy định thì các thẻ vàng đơn sẽ được xóa bỏ sau khi kết thúc vòng loại. Do vậy, ngoại trừ trường hợp trung vệ Đình Trọng đang điều trị hồi phục chấn thương, đội tuyển Việt Nam không có bất cứ sự vắng mặt đáng tiếc nào, cũng như không còn mối lo bị tổn thất lực lượng cho trận lượt về vì thẻ phạt. Theo điều lệ tại vòng bán kết và chung kết, mặc dù vẫn thi đấu lượt đi và lượt về, nhưng luật bàn thắng sân khách sẽ không được áp dụng. Tại trận lượt về, nếu không phân định thắng bại sau thời gian thi đấu thông thường, hai đội sẽ thi đấu thêm hai hiệp phụ, mỗi hiệp 15 phút. Nếu vẫn không có kết quả rõ ràng, đội thắng sẽ được quyết định bằng thi đấu luân lưu 11m theo trình tự của luật thi đấu. Trận so tài giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan ở vòng bán kết AFF Cup 2020 được xem là trận đấu siêu kinh điển của khu vực Đông Nam Á, khi mà hai đội đều thể hiện sức mạnh vượt trội ở vòng bảng. Dù chỉ giành vị trí nhì bảng, nhưng tuyển Việt Nam là đội bóng bất bại ở vòng bảng và không để thủng lưới bàn nào. Trong khi đó, tuyển Thái Lan chứng tỏ sức mạnh vượt trội với 4 trận toàn thắng ở vòng bảng, đánh bại cả chủ nhà Singapore ở lượt đấu cuối. Việc phải gặp nhau sớm ở vòng bán kết đều nằm ngoài dự tính của cả huấn luyện viên Park Hang-seo bên phía Việt Nam lẫn huấn luyện viên Manu Pocking bên phía Thái Lan. Nhưng nếu một trong hai đội giành chiến thắng ở vòng bán kết này, đường đến ngôi vương sẽ mở rộng thênh thang. Đấy là nhận định của bình luận viên Quang Huy trước thềm trận đấu lượt đi giữa Việt Nam và Thái Lan. Nói về tương quan lực lượng giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan ở vòng bán kết, bình luận viên Quang Huy cho rằng cả hai đội bóng có thực lực ngang ngửa. Trước trận bán kết với đội tuyển Thái Lan vào tối 23 tháng 12, thì trong sáng hôm qua, ban huấn luyện cũng như các cầu thủ đã dành thời gian để thảo luận và phân tích trước cuộc chạm trán được coi là siêu kinh điển của bóng đá Đông Nam Á. Buổi chiều cùng ngày, các cầu thủ dành phần lớn thời gian buổi tập để hồi phục thể lực dưới sự hướng dẫn của chuyên gia thể lực Park Sung-kyun trước khi bước vào buổi tập chiến thuật do chính huấn luyện viên Park Hang-seo điều hành. Bên cạnh đó, tại AFF Suzuki Cup 2020, với các đội tuyển bước vào trận bán kết, toàn bộ những cầu thủ nhận thẻ vàng ở vòng đấu bảng sẽ được xóa thẻ. Chính vì vậy, gần như đội tuyển Việt Nam sẽ không sợ sự thiếu vắng đáng tiếc nào, cũng như mối lo về thẻ phạt.
Giống đội tuyển Việt Nam thì trong buổi tập mới nhất của đội tuyển Thái Lan, huấn luyện viên trưởng Mano Pukin đã cùng các học trò mổ băng và phân tích các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng năm nay. Trong buổi tập kéo dài trong khoảng hơn 1 giờ 30 phút, bên cạnh việc phân tích đội tuyển của chúng ta, cựu huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng dành phần lớn thời gian buổi tập để rèn luyện chiến thuật cùng các học trò. Theo Siam Sport, bầy voi chiến đang đặt quyết tâm cao nhất là có được một chiến thắng ở ngay trận lượt đi, tạo lợi thế tốt cho trận lượt về diễn ra 3 ngày sau đó. Đến điểm này trong hành trình tài giải bóng đá Đông Á, ông Van Sar đã sử dụng hai thủ môn là Bùi Tấn Trường và Trần Nguyên Mạnh. Tôi cho rằng cả hai đều đã thi đấu tốt, ít nhất là ở mức tròn vai, nếu như không nói là tốt và có những cái pha bóng ấn tượng, sẽ là một cơn đau đầu khá dễ chịu đây. Thế còn khả năng có một thủ môn khác, kiểu như là thủ môn trẻ Văn Chuẩn hay là Văn Hoàng được đưa vào bắt trận đấu với Thái Lan thì tôi nghĩ không có khả năng đó đâu. Bởi vì đá với Thái Lan thì chúng ta biết rồi, rất là căng thẳng, đòi hỏi những người có thâm niên, có kinh nghiệm và khả năng chuyên môn. Với thủ môn trẻ Văn Chuẩn thì có lẽ anh là một cái người để hướng đến tương lai. Năm sau chúng ta có những nhiệm vụ cho lứa tuổi trẻ như là ASEAN, rồi là vòng chung kết U23 châu Á, rồi cả SEA Games tại Việt Nam nữa. Thế còn với Văn Hoàng thì có lẽ anh sẽ vui vẻ trong vai trò thủ môn số 3 thôi. Chúng ta năm nay thì danh sách đăng ký được 30 người, thành ra có 4 thủ môn cũng là hợp lẽ, chứ bình thường chỉ là 3 thôi. Tôi cho rằng việc huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ sử dụng thủ môn nào cho trận đấu với Thái Lan, nó phụ thuộc vào cái sự bàn bạc giờ chót giữa ông Park Hang-seo và huấn luyện viên thủ môn Thế Anh. Thầy Park cũng đã từng nói rằng là sau khi có trao đổi với Thế Anh thì những cái trận đấu đầu tiên Nguyên Mạnh bắt, sau đó lại là Bùi Tấn Trường. Cá nhân tôi thì thiên về khả năng Tấn Trường sẽ bắt ở trận đấu với Thái Lan, bởi vì anh có thể hình tốt và điều này rất quan trọng khi gặp Thái Lan và Singapore, là những đối thủ mà có sức mạnh và có chiều cao. Thế thì cái chiều cao của Tấn Trường vượt trội cũng là một ưu điểm trong cái trận đấu với Thái Lan này. Thực ra tôi cảm nhận là thầy Park trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Campuchia tung Tấn Trường vào cũng với mục đích là để cho anh có một cái làm nóng trước khi bước vào vòng bán kết. Tất nhiên Nguyên Mạnh cũng là một thủ môn giỏi và khi cần thì cũng sẵn sàng xung trận. Đấy là quan điểm của tôi. 90 phút lượt đi trên sân vận động quốc gia Singapore nhiều khả năng chứng kiến thế trận toàn tính, thận trọng được tạo ra bởi cả Việt Nam và Thái Lan. Tuyển Việt Nam và Thái Lan sớm đụng độ ở bán kết AFF Cup năm 2020 theo kịch bản mà ít người ngờ đến nhất. Dù thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đè bẹp Campuchia 4 bàn không gỡ ở trận đấu hạ màn, song Indonesia chút cơn mưa bàn thắng vào lưới Malaysia để đoạt lấy ngôi đầu. Gặp nhau trước thềm chung kết có thể là nằm ngoài dự tính ban đầu của cả tuyển Việt Nam lẫn Thái Lan, nhưng có thể tin là Công Phượng cùng đồng đội luôn sẵn sàng. Từng đối diện Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Australia ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, tuyển Việt Nam đã đủ độ chín để không còn e ngại sức ép trước các đối thủ cùng khu vực. Tuyển Việt Nam lép vế trước Thái Lan trong những lần chạm trán tại AFF Cup, tiền thân của Tiger Cup, với vỏn vẹn một chiến thắng trong 4 lần so tài ở bán kết và 2 chiến thắng cách nhau 10 năm từ năm 1998 đến 2008 xuyên suốt lịch sử của giải đấu. Cái tên Thái Lan từng là ác mộng và tiếc nuối của nhiều thế hệ cầu thủ. Tuy nhiên dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, căn bệnh sợ Thái Lan đã được chữa trị tận gốc. 6 lần gặp voi chiến ở các cấp độ đội tuyển quốc gia và U22 trong 3 năm qua, Việt Nam bất bại với 3 thắng, hòa 3. Tại vòng loại World Cup 2022, hai đội hòa nhau không đều ở cả hai lượt đi và về. Ngoại trừ vòng chung kết U23 châu Á năm 2020, tuyển Việt Nam luôn có thành tích tốt hơn Thái Lan ở mọi giải đấu mà hai đội cùng tham dự từ năm 2018 cho đến nay. Các cầu thủ trưởng thành về cả trình độ và bản lĩnh với tâm thế được nhào nặn từ thành công lẫn thất bại. Việc tuyển Việt Nam vươn lên không ngừng khiến Thái Lan phải thay đổi chiến lược. Gọi Chanathip Songkrasin, Theratorn Bunmathan, bổ nhiệm một huấn luyện viên hiểu rõ bóng đá Thái Lan là Alexander Pukin. Tuyển Thái Lan quyết đòi lại những gì đã mất tại AFF Cup năm 2020 sau nhiều năm hờ hững với sân chơi khu vực. Trở lại AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam chưa thể hiện phong độ cao nhất, vẫn có những cú vấp như khả năng chuyển hóa cơ hội của cầu thủ ở trận gặp Indonesia hòa không đều và Lào thắng 2-0. Một số sai sót ở khâu phòng ngự, phong độ trồi sụt của không ít trụ cột như Văn Đức, Tiến Linh. Việc bị Indonesia xoán ngôi đầu là hậu quả của những trận đấu kém hiệu quả. Tuy nhiên, 4 bất bại và sạch lưới cho thấy, dù chưa đạt 100% phong độ, nhưng tuyển Việt Nam vẫn có mức sàn thành tích là chấp nhận được. Điều quan trọng ở những giải đấu ngắn ngày như AFF Cup là điểm rơi phong độ. Một đội tuyển mạnh có thể chật vật ở nửa đầu, nhưng sẽ bứt tốc ở giai đoạn còn lại nếu tìm lại cảm hứng chơi bóng. Tuyển Việt Nam là đội tuyển mang những phẩm chất này. Những trận đấu chưa ưng ý ở vòng bảng chỉ là khoảng lặng giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo nhìn ra hạn chế và khắc phục. Còn về lực lượng lẫn lối chơi, tuyển Việt Nam vẫn có mức độ chắc chắn và ổn định để trở thành mối đe dọa với mọi đối thủ. Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định, không có gì phải lo lắng khi gặp Thái Lan. Tuyển Việt Nam đã đọ sức với nhiều đối thủ mạnh để hiểu rằng Thái Lan dẫu rất đáng tôn trọng nhưng không phải là chướng ngại quá ghê gớm.